giải quyết cho những cái trường hợp này trước này. Dạ chú, chú ra đây cho con hỏi chút xíu nha. Vâng. Dạ, chú qua bên đây chú nè. Có chuyện gì không? Dạ, ra đây ngồi chơi để con hỏi thăm chút xíu. Dạ. Dạ, chú ngồi đây cho nó khỏe, bởi vì là chú đi đứng nó không có được khỏe mạnh đó. Dạ, bà ra ngoài kia được rồi, bà đi ra ngoài kia ha. À, bà đi chung ở đây hả? Được. Bà đi chung hay là đi riêng? Riêng đi. À, ở xóm hả? Dạ, vậy bà đi ra bên kia đi, cháu hỏi thăm ông chút xíu. Dạ, cháu chào ông, thưa ông tên gì ạ? Trại, Phạm Văn Sải. Dạ? Phạm Văn Sải. Dạ, ông có thể nói lớn chút xíu hả? Phạm Văn Sải. Phạm Văn Sải hả? Ừ. Dạ. Thì ông có bao nhiêu người con? Không có đứa nào hết trơn á. Ủa, không có đứa nào hết trơn hả? Quả chết rồi. À, thì ông ở mình hả? Ở mình nè. Ồ, vậy thì nhà ở đâu? Nhà bên khóm 4 á. À, rồi ông có số điện thoại gì không? Không có. Không có số điện thoại, ở bên khóm 4 hả? Ừ. Khóm 4 xã gì? Khóm 4 là... Ở khóm 4 á. À. Khóm 4 số 7. À, khóm 4 chắc là xã cần xã gì ta? Xã số 7. Ừ, ừ. À, khóm 3 của xã. Khóm 3 thị trấn Càng Long. Giờ. Khóm 3 của thị trấn Càng Long hả? À, để sau này nếu con có ghé được thăm ông thì con sẽ nắm theo cái địa chỉ để con thăm. Chứ không thì con đâu có biết đường đâu con thăm. Dạ, rồi ông ở mình hả? Ở mình. Ồ, sao mà chị của em nhìn hay vậy nè. Dạ chú ơi, hồi nãy đó con có chụp một tấm hình cái hiện trường đó. Thì là chị của con ở bên Mỹ. Thì thấy chị con đoán được chú là cũng cần sự giúp đỡ đó. Nên là chị con có biểu con á là gửi ngoài cái phần quà này ra rồi thì gửi thêm cho chú 500.000. Dạ. Mình cảm ơn nha. Dạ, để con xin gửi cho chú nha. Dạ. Thì chị của con á là có cái biệt danh là sáng hai viên chiều hai viên. Bởi vì chị con làm bên ngành y á. Dạ, dạ. Con xin gửi cho ông 500.000 nha. Dạ. Vậy cảm ơn. Dạ, chúc ông sức khỏe nha. Dạ. Thì sống mình cũng cực phải không ha? Dạ. Coi chừng rớt nha ông. Dạ. Thì ông bị bệnh lâu chưa? Mà thôi á. Dạ. Lâu rồi, giờ khỏe rồi. À, giờ khỏe hơn rồi ha. Ừ. Rồi hồi đó bệnh gì mà phải chống gậy vậy? Ừ, bỏ cái gậy đi không được. À, bỏ gậy đi không được hả? Ừ, cảm ơn nha. Dạ, rồi ông về nha. Ừ. Dạ, con còn nhiều việc nữa. Ừ. Thì hôm nay vậy là không biết nói gì hơn là thay mặt cho chị con chúc ông mạnh khỏe nha. Rồi. Sống lạc quan nha. Yêu đời nữa. Dạ. Cảm ơn. Vậy thì giờ có tính lập gia đình gì không? Chưa, ta nói rồi, chưa có tiền. Chưa có tiền, chưa lập gia đình hả? Ta nói giờ chỗ 500.000 à. À. Rồi, bây giờ lập gia đình thì cưới hỏi nhiều không? Không có nhiều. Vậy hả? Không có nhiều. Vậy bây giờ nếu ông lập gia đình thì chị con lo cho ông cái đám cưới không chịu không? Không có đám cưới, giờ tuyên bố thôi à. Vậy hả? Thôi, đàn gái ta nói vậy á. Dạ, đàn gái nói vậy hả? Ừ, nghèo. Thì đàn gái ở đâu? Ở chợ mới á. À, chợ mới An Giang á hả? Dạ, chợ mới mình nè. Vậy hả? Càng Long nè. À, rồi quen người đó tên gì? Không biết tên, chưa có nói trời. Ông Mai, ông Bằng Mai. À, ông Mai, ông Bằng Mai hả? Ừ. Rồi tính chừng nào cưới nè? Chưa, ông trả lời hả? À, chờ trả lời hả? Ừ. Thì gặp mặt nhau chưa? Chưa gặp, thấy cũng vui, mặt bả cũng vui. À, thấy mặt cũng vui hả? Thấy trong hình đó hả? Ừ. Vậy hả? Bả cũng vui. À, thấy mặt trong hình thì cũng vui vui hả? Ừ, thấy bả đi tập dục cũng vui. À, vậy đó ha. Ừ. Thấy bả đi tập thể dục. Ừ. Rồi hai người nói chuyện với nhau chưa? Chưa có nói chuyện, người dọn ngoài cũng trả lời hả? À, vậy chú năm nay bao nhiêu tuổi ta? Tôi rất lớn hơn chú. Tuổi hợi năm nay nhiêu rồi chú? Tuổi hợi hả? Con không biết nữa. Hợi rồi. Năm hợi năm nay nhiêu rồi cô? 53. À, 53 hả? Ủa, 53 sao nhìn già quá vậy? Đâu là anh tuổi gì lắm ha? Phải 6 mấy chứ, sao 53? Không phải hội lớn. Hội lớn à? Hội lớn á. Chứ hội em 64 gì đó, đại khái là vậy đó. Tuổi dậu mới 64, tuổi 64 nè. Dạ. Tuổi hội á. Vậy là tuổi lớn hơn cô hả? 64 vậy là 62, vậy 62. Mà. Tuổi bao nhiêu? Vậy chú 62 rồi chú ơi. Quả là chú mới đúng ha. Ừ. Ông thì hơi cao, đây gọi chú.
thôi vậy. Dạ rồi cảm ơn. Chúc sức khỏe. Nó bay tiền á, đêm đó ôm bay tiền á. Dạ. Không có đi bộ gì à, trứng nó đúng nặng vậy trời. Chúc sức khỏe chú nha. Dạ. Ủa vậy là chú ở không? Ở khóm 3, ở nhà trọ. Ở khóm 3 hả? Không có chỗ ở, ở nhà trọ thôi nha. Dạ. Ở khóm 3 Càng Long ha. Ừ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, rồi, rồi chào chú nha, chú về đi để nắng chú. Dì bổ, trứng gì nó nặng thì nó nhẹ. Dạ. Cảm ơn nhé. Thưa quý vị, hôm nay thì đoàn của tụi em là đang có mặt ở tại thị trấn Càng Long. Ở đây là cái điểm này là công an thị trấn Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Thì trong khi mà phát quà, trước cái thời gian phát quà thì Tuấn Vĩ có chụp cho bà chị một tấm hình hiện trường để cho chị biết được cái cảnh phát quà của sáng nay. Thì vô tình chị thấy cái tấm hình đó có một cái chú này tật nguyền này. Rồi chị cũng nhìn được cái nét khổ của chú. Chị cũng nhìn được cái nét khổ của chú nên là chị có biếu thêm cho chú 500 ngàn. Ủa đây chú đi bộ hả? Đi bộ. Dạ hả? Ờ đi bộ chưa về tới nhà còn lâu à. Phải không? Đi xe 10 ngàn á. Ờ đi, đi chú đi xe đi, con gửi tiền xe chú nha. Ừ. Dạ đi ra đây có xe ôm con gửi tiền. Kêu cho. Kêu dùm tôi nha. Dạ. Có 10 ngàn không có gì. Dạ dạ để con coi có xe ôm không con nhờ. Anh ơi anh có chạy xe ôm không? Không phải hả? Ở đây kiếm đâu ra xe ôm anh ha. Dạ. À chú đứng đây chờ một chút đi con à. À chị ơi chị có thể giờ chị chở ông này về chỗ khóm ba dùm cho em chút xíu được không? Ổng tập ổng đi không được. Em không biết anh chút. Vậy hả? Dạ. À à ổng chỉ đường cho. À. Ở trong nhà em còn cái bé nữa. À rồi rồi ok ok. Dạ ok ok ok. Ừ. Rồi. Em trai ơi, anh muốn nhờ em chút xíu được không? Anh muốn nhờ em chút xíu, củ này củ đi không nổi, nhờ em chở về chỗ có ba chừng cho anh ơi. Ừ, anh rồi ổng chỉ đường cho. Số 7 á. Số 7 lên được. Ở đâu? Số 7 lên nhà hào á. Rồi. Tiền em chút xíu ha. Dạ được. Chỗ A. Dạ chú lên đi. Chỗ A đầu đường Đào Thờ đó có đường đi vô. Rồi cái gì đó. Rồi đây đây. Em trai em để cái này trước giùm. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ, ông dạ, lớn dạ. Không biết chừng nào mới tới nhà luôn á. Dạ. Rồi cảm ơn. Đó. À, thưa quý vị thì trong cái nhóm mà hôm nay mọi người tập trung đó thì là Tuấn Vĩ nhìn thấy những người tàn tật thì cũng có một số, nhưng mà đối với chú đây thì là một trong những người mà không còn sức khỏe. Chú nghe nói đi về khóm 3 gì đó. Mà nếu mà chú mà lết dậy để tới trưa không biết chú về tới nhà chưa nữa. Thôi thì cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã tương trợ. Cảm ơn chị Sáng Hai Duyên, chị Hai Duyên. Đó quý vị, hôm nay thì có 300 phần quà. 300 phần quà đó. Trong đó thì có những cái quà này. Thứ nhất là nước tương nè, hộp dịch nè, gọi là hộp chứ đừng có gọi trứng em ha. Dạ. Gọi hộp ha. Dạ, trứng gọi... cũng được. Trứng cũng được hả? Dạ. Trứng dịch hả? Dạ. Thôi hộp đi cho nó lịch sự. Hộp dịch thì... Cho mẹ thích trứng dầu, rồi. Dầu ăn. Thích giờ thích làm sao? Trứng là chỉ hộp mà, cái hộp cái chứ. Thì một phần quà gồm có trứng dịch nè, hộp dịch nè. Rồi gạo. Rồi dầu ăn. Các cái điểm khác á quý vị. Các cái điểm khác á thì là ai cần thì tới lấy. Nhưng mà đối với cái điểm này thì có danh sách của bên xã. Bởi vì khi tụi em làm tự do á thì là ai thích thì ai cần thì tới lấy. Nhưng đối với ở bên xã thì là phải cần có cái phiếu cụ thể. Nên mỗi hộ nghèo vậy là phát cho một cái phiếu. Thì sẽ căn cứ vào phiếu đó để tới lấy. Bởi vì là
cũng có một số hộ trước đây cũng nghe nói là nếu mà lấy tự do thì là người ta lấy lần này xong rồi người ta về xong hồi lại tới lấy nữa, hoặc là có một người một nhà như vậy có bốn người là bốn người tới lấy, thì thành ra đôi khi xài thì ngoài mục đích ăn ra thì còn có đôi khi cũng xài không đúng mục đích nữa đó quý vị. Ví dụ như là cho con này con kia ăn đó, ví dụ vậy, thì là người cần thì không có, người cần thì không có xài, không tới tay người cần, mà ngược lại là đôi khi lấy về nhiều quá thì lại không xài đúng cái mục đích đó quý vị, thành ra là nó không có cái giá trị thiết thực, nên là đành phải phải có phiếu rồi tới lấy đó. Còn cái việc tài trợ hôm nay thì là cũng có một mạnh thường quân sống ở nước ngoài nhưng mà quê quán thì ở Càng Long, nên là đã tài trợ cho một tấn gạo với những cái vật phẩm quà như là dầu ăn, rồi là bột ngọt, trứng, rồi là tương này kia đó quý vị, là lương thực thực phẩm đó. Đó thì cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã quan tâm và hỗ trợ. Nói chung cái người có điều kiện hơn chia sớt cho cái người mà không có điều kiện bằng, để cho gọi là ấm áp á, quý vị, để cho ấm áp cái tình thương. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tê, lá tê tả tê tua. Đó quý vị, cái máy này là đôi khi cái anh này nè, anh này muốn được đông giang cũng đông giang không được, bởi vì là cái máy này là nó chính xác tuyệt đối luôn, có thể ví dụ như 5 kg là đúng 5 kg luôn, không mà đếm hột á, ví dụ là mấy triệu hột gạo là cũng không lệch nữa, nói chung là nó chính xác cực kỳ luôn. À, vậy là đụng cái đây hả em, đụng cái đây là nó nhả ra em ha. Đụng cái chỗ này nó nhả ha, hiện đại ha. Ừ, nhảy quá. Ừ. Nếu bữa nào phải chế cái gì bự 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 một chút, chế cái bự bự giống như chẳng hạn như cục trái chuối gì đó mình giật vậy nè. Thiệt mà, dễ. Nói bự bự nó dễ, dễ giật hơn. Cái này nhỏ. May hôm nay có cái lùm cây ha, có lùm cây là có lý à. Có lùm cây này rất là thuận lợi. Cây là con chồng nó làm như này. Đúng rồi, chắc rồi. Nó tính trước rồi. Tính trước cả chục năm rồi. Ok quý vị thân mến, thì hôm nay Tuấn Vĩ cũng muốn quay lại cái buổi phát gạo này để cho quý vị nắm rõ được cái hình thức thiện nguyện của tụi em rất là đa dạng, và giúp được gì bà con thì tụi em rất là vui. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha quý vị.